Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Hoa Kỳ tiếp tục mạnh tay với Trung Quốc, Việt Nam được lợi gì? Hoa Kỳ vừa ra lệnh hạn chế cấp visa đối với các quan chức thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vì đã tham gia vào hoạt động xây lấp các đảo nhân tạo quân sự hóa tại khu vực Biển Đông. Theo thông cáo báo chí được Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đưa ra vào hôm 14 tháng 1 năm 2021, lệnh hạn chế này áp dụng cụ thể đối với các cá nhân thuộc quân đội Trung Quốc, các lãnh đạo thuộc các công ty của nhà nước, quan chức thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc và Hải quân Trung Quốc chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa với việc xây dựng, mở rộng các đảo quân sự hóa, các tiền đồn ở Biển Đông hoặc gây sức ép lên các quốc gia đòi chủ quyền ở khu vực trong việc cản trở họ trong các hoạt động khai thác tài nguyên ở khu vực này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng liên tục khẳng định Hoa Kỳ sẽ đứng cùng các quốc gia có chủ quyền ở Biển Đông đang tìm kiếm việc bảo vệ chủ quyền và lợi ích của mình phù hợp với luật pháp quốc tế. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 30 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội. Cùng ngày, Bộ Thương mại Hoa Kỳ cũng đã thêm tên Tập đoàn Dầu khí Trung Quốc CNOOC vào danh sách đen của kinh tế Hoa Kỳ. Lý do vì Tập đoàn CNOOC đã giúp chính phủ Bắc Kinh đe dọa các nước láng giềng ở Biển Đông. Theo Bộ Thương mại Mỹ, ông Bộ trưởng V. Ross đã nói rằng CNOOC có hành động ép quân giải phóng nhân dân Trung Hoa đe dọa các nước láng giềng và quân đội Trung Quốc tiếp tục hưởng lợi từ chính sách hợp nhất quân sự và dân sự của chính phủ và các mục đích xấu. CNOOC cũng nhiều lần quấy rối và đe dọa hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi của Biển Đông với mục tiêu gây rủi ro chính trị cho các đối tác nước ngoài quan tâm, trong đó có Việt Nam. Trước đó, vào hôm 17 tháng 12 năm 2020, Hoa Kỳ cũng đưa ra cảnh báo rằng tàu chiến của quân đội nước này sẽ quyết liệt hơn khi phải đáp trả những vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc trong tham vọng bành trướng tại Biển Đông. Là một trong những nước bị Trung Quốc bắt nạt trên Biển Đông, Việt Nam được hưởng lợi gì khi Hoa Kỳ mạnh tay mạnh miệng với Trung Quốc như vậy? Thạc sĩ Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu Biển Đông cho rằng Việt Nam có lợi chính là về mặt pháp lý khi Hoa Kỳ đồng quan điểm với Việt Nam và chỉ trích Trung Quốc. Ông nói, nếu Mỹ thách thức Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt là các hành động sai trái của Trung Quốc, thì điều đó rất có lợi cho Việt Nam. Bởi vì Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia đang tranh chấp trên Biển Đông, mà Trung Quốc thì vẫn phớt lờ những lẽ phải và luật pháp quốc tế để đưa ra những yêu sách theo cách của họ, mà Việt Nam không làm gì được vì không đủ tiềm lực. Đây là hình ảnh tàu sân bay USS Ronald Reagan thăm cảng Đà Nẵng vào hôm 5 tháng 3 năm 2020. Đặc biệt, khi Mỹ có những cuộc tuần tra về tự do hàng hải nhằm thách thức tuyên bố chủ quyền quá đáng của Trung Quốc, gọi tắt là FONTO, vào khu vực Hoàng Sa hay Trường Sa, những điều Việt Nam không thể làm được. Tuy nhiên, cũng phải đặt ra vấn đề là Việt Nam phải tính toán là khi quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng thì Việt Nam cũng trong vòng xoáy đó. Trong cuộc chiến giữa hai kẻ mạnh thì cũng nguy hiểm cho Việt Nam vì Việt Nam thì yếu như câu châu bò húc nhau thì ruồi muỗi chết. Qua email trao đổi với đài AFA hôm 16 tháng 1 năm 2021, giáo sư Cathay thuộc Học viện Quốc phòng Úc nhận định rằng các hành động của Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ có tác động hạn chế hoặc ít ảnh hưởng đến Việt Nam. Ông giải thích như sau. Việt Nam gián tiếp hưởng lợi từ các biện pháp trừng phạt này của Hoa Kỳ vì họ lên tiếng về các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông mà Việt Nam đã phản đối từ lâu. Nhưng các hành động của Hoa Kỳ sẽ không có tác động rõ ràng đến hành vi gây hấn của CNOOC hoặc Trung Quốc ở Biển Đông. Cả Bộ Ngoại giao và Bộ Ngân khố Hoa Kỳ đều ra thông báo chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc thời gian vừa qua. Bộ Ngoại giao đã chỉ trích Trung Quốc về việc cải tạo, xây dựng quân sự hóa, cưỡng chế quy mô lớn ở Biển Đông. Bộ Thương mại cũng đã chỉ ra sự quấy rối và đe dọa của CNOOC đối với hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí ngoài khơi ở Biển Đông của các quốc gia ven biển. Đây là hình ảnh giàn khoan Hải Dương 981 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc CNOOC từng ngang nhiên hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông thuộc chủ quyền của Việt Nam từ ngày 1 tháng 5 năm 2014 cho đến ngày 15 tháng 7 năm 2014. Những hành động này phần lớn mang tính biểu tượng vì CNOOC không có sự hiện diện thương mại lớn ở Hoa Kỳ.
các hoạt động toàn cầu của COC sẽ không bị ảnh hưởng theo bất kỳ cách nào vì lệnh cấm của Hoa Kỳ không áp dụng đối với các hoạt động buôn bán hoặc liên doanh bên ngoài khu vực Biển Đông. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ mới đây cũng nhắc lại phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế vào tháng 7 năm 2016 đã bác bỏ yêu sách đường đứt chín đoạn mà Trung Quốc tự vẽ ra trên Biển Đông và Việt Nam hay gọi là đường lưỡi bò. Trước đó, vào tháng 7 năm 2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ trưởng ông Mike Pompeo đã ra tuyên bố về lập trường của Washington đối với những đòi hỏi chủ quyền hoàn toàn phi pháp của Bắc Kinh trên hầu hết diện tích của Biển Đông. Theo Washington, chiến dịch bắt nạt các nước nhỏ nhằm kiểm soát những nguồn tài nguyên tại Biển Đông cũng bị phi pháp. Hoa Kỳ khẳng định thế giới sẽ không cho phép Bắc Kinh coi Biển Đông là đế chế hàng hải của mình. Hoa Kỳ cũng tìm cách giữ gìn hòa bình, an ninh và ổn định duy trì tại khu vực tự do hàng hải trên các vùng biển này phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ những lợi ích cho đồng minh và đối tác của Hoa Kỳ. Giới chuyên gia cũng cho rằng dù Hoa Kỳ có mạnh miệng hay mạnh tay với Trung Quốc đến đâu chăng nữa, thì nội lực của Việt Nam vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của bản thân Việt Nam. Đây là hình ảnh nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng trong một lần biểu tình chống Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào Biển Đông. Nhà nghiên cứu Biển Đông Đinh Kim Phúc từng nhiều lần khẳng định với đài FA rằng từ năm 2007, việc quốc tế hóa, công khai hóa, phi nhạy cảm hóa hồ sơ Biển Đông đã được nhà nước Việt Nam thực hiện để đấu tranh trong vấn đề Biển Đông. Nhưng vấn đề minh bạch hóa tư liệu Biển Đông hiện nay giới nghiên cứu trong và ngoài nước phải trông chờ, phải minh bạch thì các nhà nghiên cứu mới có đủ cơ sở dữ liệu để tranh biện lại tất cả những ai nói ngược lại lịch sử, nói ngược lại với công pháp quốc tế và nói ngược lại với những vấn đề mà luật biển Liên Hợp Quốc 1982 đã quy định nghĩa vụ và quyền lợi của những nước có biển, có đảo cũng như các quốc gia không có đảo. Trong cuộc điện đàm giữa Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Robert O'Brien vào hôm 15 tháng 1 vừa qua, phía Mỹ cũng khẳng định ủng hộ một nước Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, đóng vai trò ngày càng quan trọng tại khu vực, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực và trên thế giới. Giáo sư Ca Thầy đánh giá tình hình Biển Đông vào năm 2011-21 rằng Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động như thường lệ để khẳng định chủ quyền của mình và một số các quốc gia ven biển vẫn giữ thái độ im lặng. Lực lượng cảnh sát biển, dân quân biển và đoàn tàu đánh cá của Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện của họ tại các khu vực tranh chấp này. Và các quan chức Trung Quốc nói rằng thời Bắc Kinh trỗi dậy cũng đã đến. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự một cuộc diệt binh của quân đội Trung Quốc. Quan chức an ninh hàng đầu của Trung Quốc Trần Nhất Tân bình luận sự trỗi dậy của phương Đông và sự xuống dốc của phương Tây là xu thế. Ông cho rằng môi trường quốc tế đang có lợi cho Bắc Kinh. Tờ báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 15 tháng 1 cũng cho biết ông Trần Nhất Tân, một quan chức an ninh hàng đầu của Trung Quốc mới đây, nói với các quan chức thực thi pháp luật nước này rằng thời kỳ dành cho sự trỗi dậy của Trung Quốc đã đến. Ông Trần Nhất Tân hiện là Tổng Thư ký Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cơ quan giám sát toàn bộ các cơ quan thực thi pháp luật, gồm cả lực lượng cảnh sát nước này. Bình luận trên được đưa ra đầu tuần này, khi ông chủ trì một cuộc họp nghiên cứu bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tuần trước liên quan đến những thay đổi địa chính trị trên toàn cầu. Ông Trần Nhất Tân cho rằng, trong lúc thế giới đã bước vào thời kỳ rối ren, môi trường quốc tế có lợi cho Trung Quốc, thì sự trỗi dậy của Trung Quốc là một đại lượng biến thiên lớn của thế giới hiện nay. Đông lên Tây xuống là xu thế, những thay đổi của môi trường quốc tế có lợi cho chúng ta, tức là Trung Quốc. Ông Trần Nhất Tân đã phát biểu như thế. Quan chức Trung Quốc này cũng nói thêm, việc nước Mỹ kiềm chế gây sức ép với Trung Quốc là một sự uy hiếp lớn, nhưng cuộc đối đầu của chúng ta với Mỹ vừa là một cuộc chạm trán ngắn, vừa là một cuộc chiến kéo dài. Ông Trần Nhất Tân nói rằng, Trung Quốc vẫn là quốc gia đang phát triển lớn nhất thế giới và hiện nay đã bước vào một giai đoạn phát triển mới mà sẽ đòi hỏi nước này phải ưu tiên phát triển chất lượng cao. Tuy nhiên, ông nói với các quan chức thực thi hành pháp luật rằng, để đạt được mục tiêu đó, họ không được lơ là trong việc vấn đề giữ gìn an ninh. An ninh là tiền đề của phát triển. Không có an ninh, chúng ta không thể đạt được bất kỳ thứ gì, ông nhấn mạnh. Còn Phó Giáo sư Vu tại Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu ở Singapore bình luận bài phát biểu ông Trần Nhất Tân
giúp biết được Bắc Kinh tự tin ra sao về tình hình hiện nay cùng những lo ngại của họ về cách nhìn của phương Tây. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc thật sự tin rằng Trung Quốc có thể trở thành đèn chiếu sáng dẫn đường cho thế giới. Ông Vu đã nói như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 với bản tin Hoa Kỳ tiếp tục mạnh tay với Trung Quốc, Việt Nam được lợi gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de